Hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2022. Anh Quốc Đại, 9 tuổi, 7 tháng. Nắng chói vô nhà kìa. Hả? Nắng chói vô nhà. Xin chào mấy ông bà. Là gì? Là gì? Làm gì? Cái này anh giỏi ha, học có cái tích kịch màu xanh ha. Hôm qua đó. Còn Quốc Đại có hôm bữa thứ sáu ha. Có nhiều? Con có 42 đồng. Ở trường á. Dưỡng mua gì? Mua gì? Không, con có tiền để dành đó ha, con mua gì? Vai rồi á, rồi con mở mà. Mở đưa tiền cho con được không mà lấy đồ á. Rồi con định lấy cái gì? Con nói với con chưa thấy gì. Chưa thấy đồ hả? Năm trước nữa con đem gì mấy cái mền á, xài ấm ghê Quốc Đại. Mền cái con khỉ á. Dạ con. Dạ Quốc Đại. Từng message rồi á. Dạ hay con. Yeah. Đóng cửa xe lại con. Nắm tay em nè. Đây nắm tay. Bye anh này đi con. Ba con học vui ha. Ba con. Ủa gì sợ, cô biết cười luôn.
chị. Aw, thank you.